những diễn biến mới nhất về tình hình chiến sự nga ukraine trong 24 giờ qua nóng chiến sự ukraine đang giao tranh ác liệt giành bakhmut và marinka ukraine sở hữu quái vật trên biển mới cực đáng sợ dễ dàng nhấn chìm tàu chiến nga nhiều binh sĩ nga mất bệnh thang khi đào hào tại ukraine Hungary duy trì quan hệ thực dụng với Nga vì nhu cầu năng lượng. Người Nga phá kỷ lục về mô vàng trong năm 2022. Tất cả sẽ được gửi tới quý vị ngay sau đây. Tuyên Mi xin được mến chào quý khán thính giả đang xem tin tức trên kênh HTD News. Nóng chiến sự Ukraine đang giao tranh ác liệt giành Bakhmut và Marika các lực lượng phòng thủ Ukraine đang giữ vững phòng tuyến, đã đẩy lùi 54 cuộc tấn công của Nga trong 24 giờ vừa qua. Và các trận chiến khốc liệt nhất giành lấy các thị trấn Bakhmut và Marika của Ukraine đang diễn ra. Ngày 27 tháng 4, Bộ Tổng tham mưu lực lượng vũ trang Ukraine cho biết trên Facebook, mặc dù chịu tổn thất đáng kể, phía Nga không từ bỏ kế hoạch chiếm đóng lãnh thổ của chúng tôi. Họ không kích và tấn công cả mục tiêu quân sự và dân sự. Theo bộ này, phía Nga đang tập trung nỗ lực chính vào việc tiến hành các chiến dịch tấn công trên các mặt trận Bakhmut, Avdiivka và Marinka. Trong ngày qua, lực lượng phòng vệ Ukraine đã đẩy lùi 54 cuộc tấn công của kẻ thù trên các mặt trận này. Cuộc giao tranh ác liệt nhất nhằm giành Bakhmut và Marinka vẫn tiếp tục. Thông tin cho hay, trong ngày qua, các lực lượng Nga đã tiến hành 7 cuộc không kích tên lửa và 39 cuộc không kích bắn 61 lần từ các hệ thống tên lửa đa bệ phóng vào các vị trí của quân đội Ukraine và cơ sở hạ tầng quan trọng của các khu định cư. Trên mặt trận Severodvinsk và Solovtsyna, Ukraine cáo buộc lực lượng Nga bắn vào các khu định cư ở tỉnh Chernihiv. Trên mặt trận Kupyansk, các lực lượng Nga tiếp tục củng cố các vị trí ở một số khu vực nhất định. Thông báo cho biết thêm, các cuộc tấn công bằng pháo binh và súng cối của quân đội Nga nhằm vào các khu định cư ở Luhansk. Ở mặt trận Liman Quân nga không tiến hành bất kỳ chiến dịch tấn công nào. Cherny, Toske, Dibrova, ở Donetsk bị pháo kích. Trên mặt trận Bakhmut, lực lượng quân nga tiếp tục thực hiện các hành động tấn công. Giao tranh ác liệt tiếp tục ở thị trấn Bakhmut. Quân đội nga đã tiến hành các cuộc tấn công không thành công gần Orlikovol, Verkhlyvka và Ivanetske. Trên mặt trận Avdiivka quân đội Nga đã tiến hành các chiến dịch tấn công ở các vùng lân cận Avdiivka, Severodonetsk và Pervomarskaya ở Donetsk Oblast, nhưng không thành công. Ở mặt trận Marinka, quân phòng thủ Ukraine đã đẩy lùi các cuộc tấn công của Nga gần thị trấn Marinka. Trên mặt trận Zaporizhzhia, vakashin quân Nga đang ở thế phòng thủ, đồng thời họ bắn vào hơn 30 khu định cư. Trong ngày qua, không quân Ukraine đã thực hiện 11 đợt không kích nhằm vào các cụm nhân lực quân sự Nga. Ngoài ra sáu UAV của Nga đã bị phá hủy. Các đơn vị lực lượng tên lửa và pháo binh Ukraine đã phá hủy hai hệ thống phòng không và hai mục tiêu quân sự quan trọng khác của Nga. Ukraine sở hữu quấy vật trên biển mới cực đáng sợ, dễ dàng nhắn chìm tàu chiến Nga. Các chuyên gia bình luận rằng Ngư lôi mới của Ukraine sẽ là một món quà dành cho hàm đội Nga mà họ không ngờ tới cũng không thể chống đỡ được. Theo Bulgarian Military, hạm đội biển đen của Nga phải đối mặt với mối đe dọa đáng sợ khi thông tin về một loại ngư lôi mới của Ukraine mới đầy xuất hiện trên mạng. Ngư lôi mới của Ukraine được gọi là Toloka và được phát triển bởi nhóm Prey-1 của Ukraine. Đây là một nhóm chuyên phát triển vũ khí dựa trên hoàn cảnh và bản chất của cuộc chiến ở Ukraine. Chuyên gia về tàu ngầm S.I. Jason cho biết, loại ngư lôi mới giống như một loại đạn lãng vãng nhưng có tính linh hoạt tương đối. Ông Jason giải thích rằng, tính linh hoạt của Toloka là do các động cơ đẩy được gắn ở cuối mỗi bộ ổn định ngang. Thông tin thêm về Toloka. Theo ông Sutton, ngư lôi mới của chiếc Grand có thân hình ống, sống tàu lớn và các bộ ổn định ngang đã đề cập. Toloka có một cột liên lạc được trang bị camera, chính cục bơm này có thể không cho ngư lôi chìm mà nổi trên mặt nước. Theo Sutton, người ta vẫn chưa biết tốc độ và phạm vi tấn công mục tiêu của ngư lôi mới là bao nhiêu. Tuy nhiên, loại vũ khí này được cho là rất khó bị kẻ thù phát hiện, chủ yếu là do chúng ở trên mặt nước hoặc có hệ thống vũ khí chìm dưới nước. Chuyên gia người Mỹ cho rằng chất nổ thực sự nằm trong phần nằm dưới nước của ngư lôi. Điều này có nghĩa là khi ngư lôi va chạm với tàu địch, khả năng nó bị đánh chìm sẽ cao hơn rất nhiều. Theo ông Sherson, loại ngư lôi này sẽ có phiên bản mới dài 4 m và có tầm bắn 1.200 km hoặc bán kính tác động 400 km. Ray-1 thực chất là một sáng kiến của chính phủ Ukraine. Ý tưởng của những người đứng sau dự án này là thúc đẩy các giải pháp và đề xuất sáng tạo về công nghệ vũ khí mới có thể phục vụ cho quân đội Ukraine bất cứ ai cũng có thể đưa ra ý tưởng của mình bằng cách đăng ký và gửi đề xuất của họ thông qua trang web của sáng kiến Bray 1. Nền tảng này là một nơi thích hợp để chia sẻ nhiều ý tưởng từ khắp nơi trên thế giới. Ý tưởng được phê duyệt sẽ được phát triển và thử nghiệm, thậm chí đưa vào sản xuất hàng loạt. Ukraine không phải là nước đầu tiên sử dụng tàu không người lái dưới nước. Có thông tin cho rằng, khi Ukraine đánh chìm tàu Moskva vào tháng 4 năm ngoái, các thiết bị không người lái dưới nước cũng đã tham gia vào cuộc tấn công đường không bằng tên lửa chống hạm R-360 Neptune. Theo một số nguồn tin, tàu không người lái này được phát triển bởi Ukraine, nhưng cũng có thông tin chúng là do Anh sản xuất và gửi cho Kiev. Nhiều binh sĩ Nga mất bệnh thang khi đào hào tại Ukraine. Nhiều binh sĩ Nga được cho là đã mắc bệnh than sau khi động vào một khu chôn gia súc lúc đào chiến hào phòng thủ ở khu vực miền nam của Ukraine. Cụ thể, ông Ivan Fedorov, thị trưởng lưu vong của Melitopol, cho biết đơn vị đào hào đã được lệnh cách ly ngay lập tức sau khi các bác sĩ chẩn đoán ít nhất hai binh sĩ Nga mắc bệnh than. Ông Fedorov cho biết trên tài khoản Telegram rằng hai binh sĩ Nga này đã được đưa vào một bệnh viện ở Melitopol thành phố ở Ukraine do Nga kiểm soát từ tháng 3 năm 2022. Sau đó, họ đã xuất viện và được đưa đến một địa điểm không xác định. Đơn vị Nga nói trên có thể đang đào chiến hào để nỗ lực củng cố hệ thống phòng thủ ở khu vực Saborisia, đề phòng cuộc phản công của Ukraine. Bệnh thang là một bệnh nhiễm trùng do vi khuẩn, có thể lây lan qua xác động vật và thức ăn bị nhiễm khuẩn. Các triệu chứng của bệnh là tiêu chảy và nôn ra máu. Các bệnh này đã lan rộng khắp Liên Xô cũ trong thế kỷ thứ 20 do chăn nuôi gia súc quá nhiều. Vào đầu thế kỷ 20, mỗi năm có trên 10.000 ca mắc bệnh thang ở người, nhưng con số này đã giảm đáng kể nhờ cải thiện tiêu chuẩn sức khỏe. Trước đó, khi quân đội Nga chiếm được các khu vực xung quanh Chernobyl, các đơn vị Nga cũng đào hào trong đất nhiễm phóng xạ cao. Vào thời điểm đó, cơ quan hạt nhân quốc gia đoàn là Energotom cho rằng binh sĩ Nga có thể đã tiếp xúc với một lượng phóng xạ đáng kể vì họ không mặc quần áo bảo hộ. Theo các quan chức Ukraine, bệnh sĩ Nga được chuyển đến một bệnh viện ở Gomel, Belarus, để điều trị các triệu chứng do nhiễm phóng xạ. Hungary duy trì quan hệ thực dụng với Nga vì nhu cầu năng lượng. Bộ trưởng Ngoại giao và Thương mại Hungary Peter Sijato cho biết nước này không thể giống như các quốc gia Đông Âu khác đã thành công trong việc loại bỏ các nguồn năng lượng của Nga do vị trí địa lý và cơ sở hạ tầng của mình. Bộ trưởng Ngoại giao và Thương mại Hungary Peter Sijasto cho biết hôm thứ Tư, 26 tháng 4, Hungary luôn duy trì mối quan hệ thực dụng với Nga để đảm bảo nhu cầu năng lượng của đất nước. Mối quan hệ này vẫn được duy trì ngay cả sau cuộc chiến tranh Ukraine. Ông nói thêm rằng Hungary không thể so sánh với các quốc gia Đông Âu khác đã thành công trong việc loại bỏ các nguồn năng lượng của Nga do vị trí địa lý và cơ sở hạ tầng của nước này. Ông Sijasso nói với kênh CNA rằng, các kênh liên lạc với Nga phải được mở để có cơ hội đàm phán hòa bình cho cuộc chiến ở Ukraine. Ông Sijasso nói, chúng tôi là một quốc gia nhỏ không giáp biển ở Trung Âu, chúng tôi được đặt gần Nga. Thật dễ dàng để phán xét tình hình từ phía bên kia đại dương hoặc từ cách xa hàng nghìn km. Nhưng đối với chúng tôi, những người dân Trung Âu, Nga là một sự thật và sẽ là một sự thật trong tương lai. Ông nói rằng Hungary không thể tự cung đủ năng lượng nếu không có các nguồn của Nga, với hơn 80% khí đốt tự nhiên của đất nước đến từ đó. Ông nói, đối với chúng tôi, dừng chiến tranh là vấn đề quan trọng nhất. Nhưng khi nói đến mối quan hệ với Nga trong lĩnh vực năng lượng, phải lưu ý rằng nếu chúng tôi cắt nguồn của Nga thì các bộ phận khác của cơ sở hạ tầng vật chất sẽ không đủ để cung cấp cho đất nước lượng khí hoặc dầu cần thiết. Ông Shijato cho biết hợp tác với nga giúp hungary an toàn ông cho biết hoàn cảnh của các nước đông âu khác không thể so sánh với vị trí của hungary do vị trí địa lý và trình độ cơ sở hạ tầng của họ khác nhau ông nói điều rất quan trọng là phải hiểu rằng vấn đề cung cấp năng lượng không phải là vấn đề ý thức hệ cung... vấn đề cung cấp năng lượng không phải là vấn đề chính trị nó hoàn toàn là vật chất ông nói thêm rằng điều quan trọng là duy trì liên lạc với nga trong việc tìm ra giải pháp cho cuộc xâm lược. Nếu bạn đóng các kênh liên lạc, về cơ bản bạn sẽ từ bỏ hy vọng cơ bản về hòa bình. Lưu ý rằng, Hungary là thành viên của cả tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO và Liên minh châu Âu EU. Ông Cezasto nói, chúng tôi là thành viên trung thành của cả hai tổ chức, nhưng chúng tôi phải dựa trên nền tảng của lẽ thường và lý trí. Ông Cezasto lưu ý, là một quốc gia láng giềng với Ukraine, cuộc chiến đã gây ra những tác động nghiêm trọng và ngay lập tức đối với Hungary. Ông nói, không được nhiều người biết đến nhưng có những người Hungary đã chết trong cuộc chiến này. Vì thực tế là chúng tôi có một cộng đồng người Hungary đáng kể sống ở phía tây Ukraine, khoảng 150.000 người Hungary. Ông Sijato cho biết nhiều người là công dân Ukraine đã được huy động để chiến đấu cho quân đội Ukraine và hy sinh trên tiền tuyến. Ông nói, Chúng tôi đã lên án chiến tranh ngay từ đầu. Chúng tôi ủng hộ sự toàn vẹn lãnh thổ và chủ quyền của Ukraine. Nhưng chúng tôi tin rằng cách tốt nhất để cứu sinh mạng hoặc cách duy nhất để cứu sinh mạng là ngừng bắn ngay lập tức và bắt đầu ngay các cuộc thảo luận về cách thức đạt được một thỏa thuận hòa bình lâu dài cho khu vực. Ông nói thêm rằng cộng đồng quốc tế có nhiệm vụ cứu sống người dân của Ukraine. Chúng ta phải ngăn chặn điều đó và bạn không thể ngăn chặn nó bằng việc giao thêm vũ khí. Người Nga phá kỷ lục về mua vàng trong năm 2022 Kính thưa quý vị, nhu cầu về vàng đã tăng kỷ lục trong năm 2022 khi người Nga mua tới 75 tấn kim loại này, theo trang Vlada.ru. Cụ thể, nhu cầu về vàng lên cao đã vỡ mọi kỷ lục của Nga vào năm 2022, khi lượng mua tăng gấp 15 lần. Cụ thể, người dân Nga đã mua 75 tấn vàng để đầu tư vào năm 2022 so với chỉ 5 tấn một năm trước đó. Được biết, nhu cầu về vàng thường tăng lên trong thời kỳ khủng hoảng khi mọi người tìm kênh đầu tư an toàn. Theo Bộ Tài chính Nga, năm 2022 là năm bước ngoặt trong lịch sử với Nga và quốc tế sau khi Tổng thống Vladimir Putin tuyên bố bắt đầu phát động xâm lược ở Ukraine. Trong giai đoạn 2020-2021, khối lượng vàng mà người dân Nga mua không vượt quá 5 tấn. Nhu cầu về vàng bắt đầu tăng do bất ổn kinh tế, các vấn đề địa chính trị, lo ngại về tương lai của đồng tiền Nga và sự mất lòng tin ngày càng tăng đối với đồng tiền của các quốc gia không thân thiện với Nga. Trước đây, hầu hết người Nga thường đầu tư tiền tiết kiệm bằng đồng euro và đô la Mỹ. Tuy nhiên, hiện nay, đô la Mỹ và euro không còn được bảo đảm ở Nga. Vậy nên, vàng vẫn là một trong những kênh đầu tư đáng tin cậy nhất. Ngoài ra, các nhà phân tích cho rằng những hạn chế về tiền tệ do Ngân hàng Trung ương Nga ban hành đã làm nhu cầu vàng gia tăng mạnh đầu tư vào vàng được xem là một biện pháp tài chính phòng thủ cổ điển. Lợi nhuận của khoản đầu tư như vậy thường được ước tính trong khoảng thời gian là 10 đến 15 năm. Tuy nhiên, nó có thể không mang lại sự ổn định trong một khoảng thời gian ngắn. Và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc nội dung phần tin tức của chúng tôi tại đây. Mọi ý kiến đóng góp cho chương trình, xin quý vị để lại cho phần bình luận hoặc gửi qua hồng thư htdnews ptva com một lần nữa đội ngũ HTD News rất mong nhận được sự ủng hộ của quý vị khán giả. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở các bản tin kế tiếp.